hòa chung không khí đón Tết Bun Pimay 2024, Phật lịch 2567 của Lào, tối ngày 13 tháng 4, tại 16 Lâm Hoàng, thành phố Huế. Trường Cao đẳng Huế phối hợp với Đại học Huế tổ chức chương trình Tết cổ truyền Bun Pimay cho gần 300 lưu học sinh Lào đang sinh hoạt và học tập tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tết Bun Pimay là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Lào, đồng thời là biểu tượng của sự khởi đầu mới, nhiều may mắn. Theo truyền thống, Tết Lào được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 4 hàng năm, và trong những ngày này, người dân có phong tục té nước, một nghi lễ cầu may và bình an cho cả năm mới. Lễ hội Bun Pimay mang lại ý nghĩa của sự mát mẻ, phồn thịnh, ấm áp và hạnh phúc cho mọi người. Việc tổ chức chương trình Tết cổ truyền Bun Pimay cho lưu học sinh Lào tại Huế là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, giúp các em cảm nhận được sự ấm áp của hương vị quê hương ngay tại Huế và tạo môi trường gặp gỡ, giao lưu với nhau và kết nối với các thầy cô cũng như bạn bè Việt Nam. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt gắn bó, keo sơn giữa hai dân tộc Việt Lào. Qua đó, giúp thế hệ trẻ và người dân tiếp tục giữ vững mối quan hệ truyền thống, đồng thời góp phần vào việc phát triển và thịnh vượng của mỗi nước. Từ năm 2002 đến nay, tổ chức lễ hội Bun Pimay đã trở thành một sự kiện được duy trì thường niên, là sự phối hợp ý nghĩa giữa Đại học Huế với Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, nay là Trường Cao đẳng Huế. Sự quan tâm này tạo ra cơ hội cho các lưu học sinh chia sẻ và hiểu biết sâu hơn về văn hóa của hai quốc gia, và làm cho môi trường sống và học tập của các em tại Huế trở nên phong phú và đa dạng hơn, đồng thời củng cố mối quan hệ tình cảm, gắn kết. Chương trình Tết cổ truyền Bun Pimay được tổ chức một cách chu đáo và trang trọng, với đầy đủ các nghi lễ truyền thống, tạo nên một bầu không khí gần gũi, ấm áp và vui tươi. Tại chương trình này, các lưu học sinh Lào đã cùng nhau ôn lại lịch sử và ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền, đồng thời giới thiệu về nét văn hóa truyền thống, trang phục và đặc điểm văn hóa, con người của các dân tộc Lào thông qua các tiết mục văn nghệ và thời trang đặc sắc. Điều này thực sự là một cơ hội tuyệt vời để tất cả mọi người cùng nhau trải nghiệm và hiểu biết về văn hóa của đất nước bạn. Sự kiện Tết Bun Pimay tại Huế năm 2024 có sự tham dự của đại diện lãnh đạo từ các cơ quan, sở ban ngành cấp tỉnh, Đại học Huế, Trường Cao đẳng Huế, cùng với sự hiện diện của Tổng lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng. Và đặc biệt, có hơn 300 lưu học sinh Lào đang sinh sống và học tập tại Huế cũng đã tham dự, tạo nên một không khí đặc biệt và ấm áp cho sự kiện này. Để giúp mọi người hiểu rõ thêm về không khí ấm áp, vui vẻ của Tết Bun Pimay năm 2024, chúng tôi xin giữ nguyên âm thanh, được ghi trực tiếp tại lễ hội để mọi người cảm nhận được phần nào sự sôi động, ấn tượng của sự kiện.
Được làm bằng lụa, nhung lụa, không
quyến rũ và hấp dẫn, phù hợp với mỗi một dân tộc. Hoa kiển dân tộc cũng là điểm nhấn chính nên nền cá màu sắc sặc sỡ của mỗi cổ dịp ngày Tết. Cúi tóc cao, cài bông hoa Champa, cùng tham phục lễ hội trang nhã với đôi giày cao gót, cùng dáng đi huyền truyền nhẹ nhàng đã tôn vinh vẻ đẹp quý phái sang trọng của cả cô gái Lào duyên dáng. Nếu như cả cô gái ở Việt Nam duyên dáng ở vẻ đẹp của bộ áo dài tôn vinh được đường cong của cơ thể thì bộ váy dịp của người Lào tạo nên những nguồn đi ngắn cũng đã làm nên nét riêng không lật vào đâu được của cả cô gái Lào. Bên cạnh những bộ váy xịn xinh đẹp và duyên dáng là những xà lụa dành cho nam giới là trang phục truyền thống của Lào. Dành cho nam giới đây là một chiếc áo sơ mi cổ tròn được cài bằng huy hoài kết hợp với một chiếc quần đùi. Chiếc khăn này có tên gọi là phà nhào hủ tiêu. Người đàn ông nào cuốn phà nhào hủ tiêu này quấn không rồi vòng qua má rồi cho vào cặp sau. Ngoài ra một số người đàn ông còn quàng thêm một chiếc khăn gọi là phà biển vòng qua ngực. Trong cả dịp lễ hội bên cạnh mặc trang phục truyền thống, người đàn ông nào còn đeo nhẫn. Ở một số địa phương ở phía Nam, Lào còn đeo thêm dây chuyền. Trang phục truyền thống của Lào thường được mặc nhiều phổ biến tại các ngày lễ quan trọng như ngày Tết, ngày lễ hội hay là đám cưới hỏi. Xà lụa và xịn được thiết kế với nhiều màu sắc khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh cũng như những dịp mặc trang phục truyền thống. Trong đám cưới hỏi, chú rể và cô dâu sẽ mặc trang phục truyền thống của Lào có màu sắc tươi sáng với nhiều họa tiết theo tỉ mỉ độc đáo và điểm nhấn là các chi tiết được làm bằng vàng. Trang phục truyền thống của Lào thường mặc trong dịp lễ quan trọng như tế, đám cưới, lễ hội. Xịn và xà lụa sẽ có nhiều màu khác nhau phù hợp vào dịp họ mặc trang phục. Và trong dịp lễ hội, người dân Lào cũng sẽ chọn trang phục có màu sắc rực rỡ và tươi sáng. Chúng ta đang thưởng thức tiết mục thời trang vẻ đẹp truyền thống xịn xà lụa với cô gái chàng trai Lào do các nữ học sinh Lào biểu diễn. Thank you.
Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thạc Sơn,
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Lào tỉnh Thừa Thiên Huế cùng cả ông bà ban chấp hành Hội hữu nghị Việt Lào. Trân trọng giới thiệu có bà Nguyễn Đức Thuận, trưởng ban liên lạc Hội quân tình nguyện miền Nam Lào. Trân trọng giới thiệu có anh Nguyễn Thanh Hoài, ủy viên ban chấp hành Trung ương đoàn, bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu có đại tá Đặng Ngọc Hiểu, ủy viên ban thường vụ, phó chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu thượng tá Đào Duy Bình, phó trưởng phòng PA03 công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu bà Đào Thị Cẩm Vân, phó phòng khách hàng BIDV chi nhánh Thừa Thiên Huế. Trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Đình Thịnh, giám đốc phòng khách hàng tổ chức doanh nghiệp trung tâm kinh doanh VNPT Thừa Thiên Huế. Tiến sĩ Đỗ Thị Xuân Dung, phó giám đốc Đại học Huế cùng quý thầy cô đại diện lãnh đạo các ban thuộc Đại học Huế. Có đại diện ban giám hiệu các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh. Về phía trường cao đẳng Huế, chúng em xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Hoàng Bảo Hùng, hiệu trưởng trường cao đẳng Huế. Trân trọng giới thiệu có quý thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, quý thầy cô trường, có các đơn vị trực thuộc, trường trực hàn mầm non, quý thầy cô giảng dạy tiếng Việt, quý thầy cô bảo trợ lưu học sinh Lào, cùng cán bộ giảng viên trường cao đẳng Huế. Đến dự lễ hội, chúng em xin trân trọng giới thiệu có đại diện lãnh đạo công an phường Quý Giả, các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân. Thank you.
đồng và hạnh phúc khi được đón quý vị đại biểu, quý vị các thành viên, quý thầy cô giáo về tham dự ngay tại khu nhà ngoài của chúng em rất đông đủ ngày hôm nay. Thay mặt cho lưu học sinh Lào, em xin được nói về ý nghĩa ngay tại khu nhà ngoài của nhân dân cán bộ tổng Lào của chúng em. Kính thưa quý thầy cô, lễ hội ở Lào thường được gọi là hôn. Hôn có nghĩa là làm phước, làm phước để được phước. Lễ hội Quốc Tế Mày là lễ hội mừng năm mới ở Lào, thường diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 hàng năm theo Phật lịch. Lễ hội mang ý nghĩa đem lại sự mát mẻ, phồn vinh cho tàn nhạc, ấm no hạnh phúc, khắc chuyển hóa cuộc sống của con người. Ngay Tết mọi người thương tẻ nước qua nhau để cầu may chúc phúc cho cả năm. Tết Quân Vi Mày thường diễn ra trong 3 ngày. Ngày đầu tiên chuẩn bị nước thương pháo hoa. Vào buổi chiều, người dân trong làng tập trung ở chùa để làm lễ Phật cầu nguyện, nghe các nhà sư giảng đạo. Người ta lên chùa để cầu mong sức khỏe và hạnh phúc cho cả năm. Sau đó, người ta rước tượng Phật ra một gian riêng trong 3 ngày và mở cửa để mọi người có thể vào thắng Phật. Nước thương sau khi tế lên tượng Phật sẽ được dùng lại đem về nhà để sinh vào người làm phước. Ngày thứ hai được tính đến vì đó là gian thời giữa năm cũ và năm mới. Lễ hội bắt đầu vào ngày cuối cùng với nhiều hoạt động tương bừng khắp nơi. Trước khi tế nước cho nhau, người ta thường dành cho nhau những lời chúc tốt lành để tỏ lòng tốt kính. Người trẻ tuổi tế nước với người lớn tuổi để chúc sống lâu. Em tên là Valina Sutra, em là viên tiếng Việt tại trường Cao đẳng Huế. Bây giờ là em đang sống ở thị xã Sơn Lào. Khi sống ở đây là có thuận lợi rất nhiều, có ăn uống ở ký túc xá, cũng có căn tin, có cơm, có nước cho các bạn sinh viên Lào. Và khi đi đi trường học có bạn người Việt làm cho em giỏi tiếng Việt hơn, đã nói, đã đọc và đã nghe người Việt nói. Chào mọi người. Em tên là Harmony Wan. Còn em tên là Sudafon. Chúng em học ở trường Cao đẳng Sư phạm Huế. Bây giờ chúng em đã sống ở sáng sinh nhân Lào. Hôm nay có chơi Tết mày Lào. Có vui, rất vui và rất hạnh phúc. Có nhiều người đi chơi ở trên trường này. Vậy nay là chúc mọi người hạnh phúc vui vẻ. Công an sự đến đại biểu, xin lên đầu kính mời. Đó là bỏ 2 kiện. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
và trẻ vùng. Vì vậy, nhân sự kiện quân Pi Mây của Lào, câu của các bạn có được tình yêu và tình một hình thần, trường thọ, sức khỏe dồi dào và hạnh phúc. Thưa các quý vị, cùng tham quan tỉnh ủy, chính quyền ủy ban nhân dân, các lãnh đạo tỉnh, các lãnh đạo tỉnh, các thầy và cô giáo, giáo viên các em, các em sinh viên Lào, người hữu nghị Việt Nam, đối với Việt Nam, vui tình nguyện quân, ban giám hiệu trường, các đảng nghề và các sinh viên Lào, người Lào sức khỏe và thành công trong công việc. Các bài gì vậy? Sau đây chúng em xin kính mời ông Su Phan Phương Hà Đạo Nhân lên lại để tắm hoa chúc mừng năm mới cho học sinh Lào. Và chúng em xin kính mời chị Vi La Ban Thong Thip, trưởng ban đại diện cho học sinh Lào lên nhận hoa.
trọng chào mừng. Trong buổi lễ trang trọng này, chúng em xin được trao giải cho các đội có tên sau đây. Giải ba, mời các đại diện bóng chuyền nữ Đại học Khoa học và Đại học Kinh tế. Giải ba, bóng chuyền nam Đại học Y dược. Giải ba, bóng đá nữ. Cầu may với các em ạ. Xin mời các em di chuyển tất cả các ghế để phục vụ cho lễ cầu may xếp xung quanh
trong nhà, anh là Phan Công Xuân, đại thể mà hoàn toàn mình cũng nhìn về chất lượng mấy năm có trong nhà phải xuống cái thi. Lo lắng vì em không biết và hiểu tiếng Việt nhiều. Em không biết đường ở đây, sẽ đi đâu cũng khó khăn. Em không biết ai ở đây, còn món ăn ở đây rất khác nhau ở Lào. Em chưa quen khẩu vị món ăn ở đây. Lần đầu tiên em sang ở Việt Nam, em cảm thấy rất hạnh phúc vì các anh chị thích giúp đỡ. Ở đây là có nhiều thuận lợi, có căn tin, có sân thể thao để tập thể dục. Ở đây có nhiều địa điểm làm cho em cảm thấy rất vui và làm cho em thư giãn. Xin chào, theo em lần đầu tiên sang Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà em xa nhà. Em chưa quen cuộc sống ở đây, nhưng mà em có bố mẹ nuôi giúp đỡ làm cho em quen cuộc sống ở đây hơn. Hiện nay là em đang học tiếng Việt tại trường Cao đẳng Huế. Thì
khi em học tiếng Việt là em đã gặp khó khăn và trả lời. Nhưng mà các thầy cô giáo luôn giúp đỡ em khi học tiếng Việt, làm cho em tiến bộ hơn. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Sudisa Sinusit, đang học dự bị, học 2 năm rồi. Nhưng khi em mới học ở đây và có nhiều vấn đề và khó khăn. Nhưng có khó khăn thì chỉ là có thầy cô giáo và giúp đỡ chúng. Dạ, thế em thì em ở đây 2 năm rồi thì em khá quen với cán bộ với là ký túc xá. Mỗi năm thì trường có tổ chức để cho sinh viên Lào kết là ngày phụ nữ Việt Nam, lễ Tết Lào với lại là ngày quốc khánh Việt Nam, ngày quốc khánh Lào. Và nói chung là học có ở Việt Nam cũng có cái nhiều khó khăn rồi rất là thuận lợi. Tôi tên là Phan Hiểu Tố, giảng viên của trường Cao đẳng Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện nay tôi đang phụ trách cả hoạt động văn hóa thể dục thể thao, học bổng, học tập của du học sinh Lào tại ký túc xá của trường Cao đẳng Huế. Thì ở đây các bạn du học sinh Lào thì có một cuộc sống rất là dễ thương, hiền lành, chịu khó học tập và các em rất là ngoan, được sự đồng ý trị thân thì một năm các em cũng có cả học bổng toàn phần và bản phần, thì các em cũng đỡ một phần nào trong quá trình sống. Trong những hoạt động đó thì bạn có thể có một hoạt động rất là ý nghĩa và nhân văn, đó là những các em khi đến Huế là con nuôi và chúng tôi trở thành là những bố mẹ nuôi. Hiện nay là khoa học mẹ hát thì trong quá trình đào tạo thì từ năm 2002 cho đến nay cũng hơn 22 năm, thì những bố mẹ nuôi này đã trở nên gắn bó với các em và giới thiệu các em về nét cả nét văn hóa về Việt Nam nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng, để cho các em cảm nhận được về con người Huế, những bản sắc Huế và những cái nhân văn thẳng cẳng trên quê hương Thừa Thiên Huế. Và các em cũng xác định Thừa Thiên Huế như là quê hương thứ hai của mình. Được sự điều đó thì tôi cảm thấy rất là vui và tự hào trong công việc của mình, và đó cũng là niềm vui để chúng tôi tiếp tục công việc của mình sau này được tốt hơn. Chúng tôi đã ghé thăm cư xá, nơi các em học sinh Lào đang sinh sống, ngay sau ngày Tết Bun Pi Mây, để xem điều kiện sống của các em như thế nào. Chúng tôi đã chứng kiến không khí vui vẻ tại cư xá, với ánh đèn sáng rọi khắp các dãy nhà. Dưới sân, nhiều nhóm bạn bè đã ngồi ở các bàn dài, giao lưu và trò chuyện. Chúng tôi cũng thấy những phong trào mừng Tết Bun Pi Mây vẫn còn treo ở sân và có cả đài hoa lớn, nơi các sợi chỉ nhỏ nhiều màu sắc được kết thành các hình dạng trên những cành hoa, thể hiện nghi thức lễ cầu may và lễ buộc chỉ cổ tay được dùng ở đêm tổ chức Tết Lào, vẫn còn ở sân. Ở giữa dãy nhà bên trái, chúng tôi đã nhìn thấy một nhóm bạn lưu học sinh đang tận hưởng âm nhạc và thư giãn dưới ánh đèn lung linh, nhiều sắc màu. Và chúng tôi cũng thấy có các cô giáo từ trường Đại học Ngoại ngữ Huế đến thăm, động viên và chia sẻ niềm vui cùng các em nhân dịp Tết Bun Pi Mây, một sự kiện quan trọng đối với cả lưu học sinh và đất nước Lào. Từ năm học 2002-2003 đến nay, thực hiện Hiệp định về Hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Giáo dục và Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ Lào và Việt Nam, cùng với thỏa thuận hợp tác song phương giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh Nam Trung Lào, đã tạo ra một cơ sở vững chắc cho việc hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia. Ủy ban Nhân dân tỉnh và Trường Cao đẳng Huế, trước đây là Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế, luôn chú trọng và quan tâm đến việc cung cấp các điều kiện thuận lợi nhất có thể, giúp các em nhanh chóng hòa nhập và đạt được thành tích học tập tốt nhất. Trong hơn 22 năm qua, trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là giảng dạy tiếng Việt và trực tiếp quản lý lưu học sinh tại cư xá. Trong quá trình này, trường đã chăm sóc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em. Bắt đầu từ việc cung cấp một môi trường sống tốt, bao gồm các tiện nghi và điều kiện sống cũng như sân bãi tập thể dục thể thao. Ngoài ra, trường cũng đặc biệt chú trọng vào việc giảng dạy tiếng Việt trong năm học đầu tiên, giúp các em có đủ kiến thức cơ bản để tiếp tục học tập chuyên ngành cao đẳng và đại học trong các năm tiếp theo. Điều này đã giúp các em lưu học sinh tiếp cận một cách hiệu quả hơn với nền giáo dục Việt Nam và phát triển một cách toàn diện trong quá trình học tập của mình, để trở về phục vụ đất nước trong tương lai.
các lưu học sinh Lào đều nhận được sự quan tâm đặc biệt từ tỉnh và nhà trường, không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần. Một điểm đáng chú ý và mang giá trị nhân văn là chương trình nhận con kết nghĩa giữa các em và giáo viên của trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. Chương trình này thể hiện sự quan tâm và tôn trọng của nhà trường đối với sự phát triển toàn diện của các em, bằng cách tạo ra một môi trường thuận lợi nhất cho học tập và sinh sống, giúp các em cảm thấy được quan tâm và chăm sóc như gia đình thứ hai. Đồng thời, chương trình này cũng góp phần thúc đẩy sự gắn kết và hiểu biết giữa các em và giáo viên, tạo điều kiện cho một hành trình học tập và phát triển toàn diện trong quá trình đào tạo lưu học sinh Lào. Chưa phải là một khoảng thời gian quá dài trong lịch sử phát triển của một nhà trường, nhưng đó là thời gian đầy ý nghĩa, đánh dấu sứ mệnh cao cả mà trường Cao đẳng Huế đã thực hiện, góp phần đào tạo nhân lực cho đất nước bạn Lào. Nhiều em đã tốt nghiệp và trở về quê hương, mang theo những kiến thức và kỹ năng học được từ thầy cô để đóng góp vào sự phát triển của đất nước Lào. Các em luôn giữ trong lòng những kỷ niệm đẹp từ những năm tháng học tập tại trường Cao đẳng Huế, nơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống và thành công của các em, không chỉ hiện tại mà còn trong tương lai.